Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây cần của hãng Yamaga Blanc. Đó là cây Blue Slimer 95M. Cây này thuộc phân khúc trung cao cấp, được sản xuất tại Nhật Bản. Cây này chỉ dùng để cho các bạn lua gần sọt rít kim. Thông số của nó dài 9,5 feet, tương đương với 2,9 m. Rít lùa mắc là 80 g và lút là 20 đến 50 g. Tải dây PE từ 2 đến PE 3. Trang bị dạng Fujitsu chân ca. Chất liệu là carbon xoắn lò xo. Bát là Fuji. Đây là phần ngọn. Đầu vô Fujitsu chống xoắn. Cái đọt là 2.8 L. Thông số M, nhưng mà cái cần này độ cứng tương đương với MH, mà cũng có thể là H, rất là cứng, chuyên dùng để cho các bạn lùa gần hoặc là đánh cá lóc nhái thật, hạng trung đến hạng nặng. Cần này có 7 khoen. Nói chung là cây này thì trong cái phân khúc 2,9 m, 3 m, mà cây này nó nặng 250 g là nhẹ đó nha các bạn. Đánh chắc chắn 250 g là nhẹ. Ok, thì cây này mình cũng thường hay sử dụng để đánh cá lóc nhái thật trung, nặng có thể đánh bạo lực cũng được. Tầm giá trên thị trường của cây này rơi vào khoảng 6,5 đến 7 triệu, tùy mới cũ. Cây này thì nó sản xuất đời 2014-2015. Đây là những cái dòng cần mình giới thiệu cho các bạn tham khảo, chuyên nghiệp bộ môn cá lóc nhái thật. Mình không có kinh doanh buôn bán nha các bạn. Ok, clip này mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.